Em đang ở bên ngoài cửa hàng đây. Chỗ này là chỗ khu bảo dưỡng máy cho khách của bên em nhé. Bên em vừa cho gái em là 128 cho khách mới đây. Xe đang bắt đầu di chuyển về với chủ cũ chủ mới đây các bạn. Đây là anh kỹ thuật viên ở bên em. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một em máy Kuota L3202 ạ. Em nó rất là to, em phải đứng xa ra mình nhìn được cả em máy luôn. Các bác xem cả em máy nhé, tổng quan cả em máy nhé. Đây ạ, Kubota L3202 ạ. Em rất là to. Lốp 32 mã lực các bác nhé. Số cơ bên cơ ạ. Cái này nhận lại mà một cầu các bác nhé. Có trợ lực lái ạ. Kubota L3202 này rất là to. Em quay một vòng các bác xem. Đây ạ. Đây ạ. Ở ngoài này nhìn rất là lép. Này các bác nhìn này. Cầu này. Đùi sau rất là to luôn. 32 mã lực. Rất là khỏe. Em này thì nồi đồng cối đá luôn các bác nhá. Chạy công suất 32 mã lực rất là khỏe, một bàn. Đó. Sản sớm đấy các bác nhá. Quay kỹ cho các bác nhìn nhá. Ở ngoài nhìn rất là sáng đấy các bác. Các bác nhìn này. Và kỹ từng con ốc ếch cho các bác nhìn luôn. Đèn đằng sau hai bên nhé. Lốp hai lốp hai bên lốp sau G vẫn rất là cao đấy. Để em quay kỹ cho các bác nhé. Rất là ít nếp vết dầm đấy các bác nhé. Lốp đằng sau có thông số là 12.4-28 các bác ạ. Mâm rất là mới này. Các bác nhìn này. L3202 gương này. Đây là lốp trước ạ. Đây. Lốp trước thông số là 5.50-16 ạ. Em này nồi đồng cối đá về độ bền và khỏe rồi nhé các bác nhé. Bác nào đã sử dụng qua em nó thì cho em một chút nhận xét nhé. Nhiều các bác hỏi những em Kuota có mã lực trên 30 ấy. Thế này có là 302 này. Còn là 133 các bác ạ. Đây, cầu đằng, các bác nhìn đằng trước này, rất là đồ sộ và to luôn. Đây là đùi trước nha, cầu trước nha. Các nhìn này. To chưa? Đẹp chưa? Long lanh luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây là động cơ rồi các bác này. Chú em này máy rất là đẹp này các bác ạ. Các bác nhìn này. Con ốc này rất là mới. Em lấy rất là dầu ở đây này. Quay bên này cho các bác khi đã dưới nhá. Đấy, lốp hai bên này các bác nhá. Lốp sau ở đằng bên này này. Rất là G rất là cao luôn này. Các bác nhìn này. Này. Chưa mòn đâu. Em quay nha. Chưa các bác nhìn nữa. Lên mỗi cái máy nó cũng nhanh mà. Các bác nhìn đi. Trên dưới thì rất là nhiều đất từ bên Nhật về luôn. Em này là em mới hạ công hôm trước của bên em đấy. Hôm nay bên em mới quay để cho các bác xem đấy. Gương này, ống khói này. Gương đấy nhá. Đây là ghế ngồi này. Quay ghế ngồi cho các bác xem. Đèn mát của Nhật luôn. Máy mà em bên em nhập về chưa qua bảo dưỡng này, thay thế phụ tùng gì các bác nhé.
tất cả cũng nguyên zin từ bên Nhật này, máy hàng bãi Nhật các bác biết chất lượng như nào rồi. Tháng 10 là tháng đẹp. Từ đầu tháng rồi bên em cho ra đi rất nhiều máy rồi đấy ạ. Ngày nào các bác cũng đến rước em máy về. Chó đây ạ, số phê VTO đây. Nghiện là còn mệt đấy. Cứ nghiện cái gì là mệt, đam mê cái gì là mệt. Đây nha. Mua chó chạy à? Xem để đây. Các bạn nhìn này, số phay này. Đó, bán nhỏ xịt này. Côn lăng này. Côn này. À phanh. Côn. Hai gương hai bên các bạn nhé. Đấy, khách của bên em này các bác. Khách vừa mới lấy em là 128 của bên em đấy nhá. Để em mở máy lên xem động cơ bên trong cho bác. Động cơ bên trong này ạ. Các bác nhìn ạ, động cơ 4 máy này. 4 xi lanh này. Rất là khô ráo bên trong nhá. Em này mới về đấy anh ạ. Hàng công mới hạ hôm trước đấy ạ. Nên chưa động chạm gì vào máy đâu. Vẫn còn nguyên zin. Tem mác này. Bên Nhật này. Các bác yên tâm nhá, mua hàng bên em nói không với hàng dân dùng Việt Nam nhé. Toàn bộ là máy nhập ở bên Nhật về ạ. Đó. Đó. Bên này nhìn sáng hơn ạ. Động cơ bên trong máy đấy. Động cơ máy đấy các bác ạ. Đây các bạn, rất là khỏe đúng không ạ? 32 mã lực ạ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi kênh Máy Nông Nghiệp Hải Sơn của bên em ạ. Hẹn gặp lại các bác vào đầu tuần tới nhé, vào thứ hai tuần tới nhé. Xin chào tất cả các bác.